Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên riêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bảy báo, nước, thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, ốc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống trao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường kế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, dầu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ. Giờ có tiên trường thọ đến thưa cùng đại vương: Ta có pháp nhiệm mầu, trong đời ít có đặng, nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và trao trái, theo lời cung kính dân, lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi. Khắp vì các chúng sanh siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục, nên dầu làm vua lớn siêng cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật, nay vẫn vì ông nói. Phật bảo các tỳ kheo rằng: Thuở ấy vua đó chính là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, trọng độ chúng sanh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Phật bảo hàng tứ chúng: Qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc đó Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, trọng vì các chúng sanh mà nói pháp màu. Hằng hà sa chúng sanh đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác. Hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo, đặng vô sanh nhẫn đến bực bất thối chuyển. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bảy báo, cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lại cúng dường tháp đẹp bằng bảy báo đó. Vô lượng chúng sanh đặng quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ Bích Chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề đến bực bất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Trong đời vị lai, nếu có thiện nam, người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong 10 phương. Chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này.
Nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời từ hoa sen hóa sanh. Bấy giờ, ở hạ phương vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai, tên là Trí Tích, bạch giới Đức Đa Bửu Phật, nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: Thiện nam tử, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát tên Giang Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu, rồi sẽ về bốn độ. Lúc đó, ngài Giang Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo. Từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn, tự nhiên giọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thú. Từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lại chân hai Đức Phật. Làm lễ xong, qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau, rồi ngồi một phía. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi ngài Giang Thù Sư Lợi rằng: Ngài qua cung trồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Giang Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết. Ngài Giang Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển giọt lên đến núi Linh Thứ, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của ngài Giang Thù Sư Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ Tát, đều chung luận nói sáu pháp ba la mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hạnh thanh văn, nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Ngài Giang Thù Sư Lợi nói với ngài Trí Tích rằng: Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Lúc ấy, ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng: Đại trí đức mạnh mẽ, hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thiệt tướng, mở bày pháp nhất thừa, trọng độ các chúng sanh, khiến mau thành Bồ Đề. Ngài Giang Thù Sư Lợi nói: Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Ngài Trí Tích hỏi ngài Giang Thù Sư Lợi rằng: Kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng? Ngài Giang Thù Sư Lợi nói: Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì. Các tạng pháp kính sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảnh sát na phát tâm Bồ Đề, đặng bực bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thường nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhị màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Trí Tích Bồ Tát nói rằng: Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh. Vậy sao mới đặng thành đạo Bồ Đề? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bực chánh giác. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Dương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật, rồi đứng một phía nói kệ khen rằng: Thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh di diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân. Trời người đều kính ngưỡng, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề, chỉ Phật nên chứng biết. Tôi nói pháp Đại Thừa, độ thoát khỏi chúng sanh. Bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: Người nói không bao lâu chứng đặng đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể đặng thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có 5 điều chứng: 1. Chẳng đặng làm phạm thiên dương; 2. Chẳng đặng làm đế thích; 3. Chẳng đặng làm ma dương; 4.
chẳng đặng làm chuyển luân thánh dương. 5. Chẳng đặng làm Phật. Thế nào thân gái đặng mau thành Phật? Lúc đó, Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng? Đáp: Rất mau. Long Nữ nói: Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó, cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báu, thành bực đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy, trong cõi Ta Bà, hàng Bồ Tát Thanh Văn, Trời, Rồng, Bát Bộ, Nhân cùng Phi Nhân đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật. Khắp vì hàng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lại. Vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bực bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu gian động, cõi Ta Bà 3.000 chúng sanh trụ bực bất thối, 3.000 chúng sanh phát lòng Bồ Đề mà đặng lãnh lời thọ ký. Trí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.